Trưởng lão Thích Thông Lạc. Tất cả các con đều có thể là chứng quả là ha. Nhưng mà điều kiện người đặt cách, người ta có thể 3 tháng, 2 tháng, 5 tháng, người ta sẽ đi trước. Bởi vì không bắt buộc người ta phải đứng lại chờ mấy con, mà người ta đối với cái lớp học này, người nào được thì thầy sẽ nâng cho họ cứ lên dần, để đến khi mà họ tu xong, để rồi họ sẽ giúp đỡ thầy được nhiều công việc để mà hướng dẫn đem lại cái sự tu tập cho người khác. Còn nhiều người đang chờ đợi chúng ta. À, cho nên nó được cái sự đặt á, bởi vì trong các con sai thì những người mà tu sai thì thầy sửa, mà tu đúng tốt thì thầy đặt cách. Cho nên ví dụ như bây giờ các con làm cái bài luận này mà các con chưa làm xong, mà cái người khác người ta đã làm xong thì thầy cho một cái đề tài khác cho người khác, chứ không phải đợi mà để cho các con mà làm đọc hiểu hết, hiểu biết hết rồi thầy mới cho cái bài đề tài khác, không phải đâu. Tùy theo mỗi cái bài ở trong này, mỗi cái bài mà thầy đọc thầy thấy cái bài này tạm được, thầy sẽ cho họ cái đề tài khác như thế này, thì họ cứ nộp bài cho thầy thôi. Còn mấy con thì không được thì mấy con cứ làm lại cái bài cũ hoài, lặp đi lặp lại chừng nào mà thầy thấy được thôi. Đó là cho nên nói đặt cách là tại vì người ta đã làm được, người ta đã thông suốt được cái đó rồi, buộc lòng phải đưa người ta đi qua một cái đề tài khác để triển khai cái tri kiến người ta. Cho nên có thể nói là trong khoảng thời gian 3 năm, ví dụ 3 năm học của chúng ta, thì cái người mà có đặt cách thì người ta chỉ có thể 1 năm thì người ta tốt nghiệp, người ta ra trường, tức là người ta đã chứng đạt rồi, sự giải thoát người ta hoàn toàn. Chứ không phải là bắt buộc người ta phải suốt 3 năm theo những chương trình giáo dục của nhà, của bộ của giáo dục. Nó không phải vậy, nó không phải bắt buộc như vậy. Mà ở đây là cái lớp học chúng ta để nhắm vào cái chỗ giải thoát. Cho nên cái thời gian ngắn thì chúng ta phải cho cái người đó phải nặng, mà cái thời gian dài thì chúng ta phải chịu cho cái người đó thời gian dài. Tại vì cái con người của chúng ta là cái nhân quả, mà cái nhân quả thì nó không phải đồng đều. À, các con thấy như một cái hạt, một cái quả, thì trong cái quả đó nó có nhiều cái nhân, có nhiều cái hạt, mà những cái hạt đó thì có những hạt lép, rồi có những hạt tốt, có những hạt mầm mỡ, có những hạt rất mạnh mà có những hạt rất yếu. Do đó tất cả những cái này đều là do sự yếu, mà cái hạt yếu thì chúng ta phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn, và cái hạt mạnh thì chúng ta bỏ xuống thì nó vươn lên liền, nó mạnh hơn. Thì cho nên trong khi trong các con, mỗi con người của các con đều là có nhân quả trong đó hết, và cái nhân quả tốt thì bao giờ nó cũng phát triển mạnh hơn, do những cái bài làm của nó phát triển, cái tri kiến nó hơn, nó đi nhanh hơn, thì cứ cho nó vươn lên thì những cái cây đó nó sẽ ra hoa, ra quả trái sớm hơn. Còn mấy con chậm hơn, yếu hơn thì mấy con lần lượt được chăm sóc của thầy thì mấy con cũng trở thành cây có hoa, có quả, có trái, nhưng nó chậm hơn nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó chậm hơn một chút. Cho nên các con đừng vì cái chỗ đó mà mình xấu hổ, mà chỉ vì cái chỗ giải thoát của mình chậm mà mình đạt được kết quả tốt hơn. Còn những bạn bè của mình họ có đi trước thì đó là cái duyên đặc cách của họ, tức là cái hạt nhân quả của họ tốt, họ đã gieo cái mầm đó nó từ lâu rồi, cho nên bây giờ họ gặp được cái phân, gặp được đất ẩm đúng cái chỗ của nó lên. Còn mấy con là khi mà gặp được đất phân ẩm nhưng mà cái hạt của mấy con yếu hơn, cho nên nó phải chậm chạp hơn một chút, chứ có đâu có sao, miễn nó đừng lép thôi. Khi mà trong lớp này chứ nó có những cái hạt lép, tại sao? Tại vì cuối cùng rồi thì mấy con cũng có người phải bỏ, tu không nổi rồi thì cái đó là hạt lép, nó không lên thôi, chứ làm sao mà nó tròn vẹn được. Nhưng mà thầy cứ ao rằng trong cái lớp chúng ta là 40 mấy người, vừa nam vừa nữ, 40 mấy người, hôm nay là 45, 46 người rồi, thì như vậy thầy mong rằng cái lớp chúng ta không có cái hạt lép, mà hạt nào cũng tốt được, cũng lên thành cây, cũng ra quả hết. Đó là cái ước mong của thầy, mà bao giờ mấy con cũng là con của thầy thì thầy cũng muốn bỏ đứa nào đâu. Nhưng mà tại vì mấy con sẽ cái duyên của mấy con, tức là cái nhân duyên của mấy con tu không được, mà đành đạo mà mấy con không tu học được thì thầy đành chịu thôi. Chứ thầy muốn mấy con không có người nào là tu học theo thầy mà không giải thoát. Thầy tin rằng mấy con không giải thoát nhiều, ít ra mấy con cũng giải thoát ít. Bởi vì không tu thôi, tu thì mấy con có sự giải thoát. Bởi vì Pháp Phật nói là Pháp ma không có thời gian, đến để mà thấy. Người nào có duyên mà đến với Phật Pháp ít ra, ít nhiều ra thì họ cũng có sự giải thoát trong tâm hồn của họ rồi, chứ không phải không đâu mấy con. Nhưng mà cái rốt ráo cuối cùng nó
nó không phải dễ, nó không phải dễ cho cái người rốt ráo cuối cùng, là cái người đó nó phải có cái duyên rất là sâu dày. À, thật sự là ở đây thầy muốn nói là mấy con có duyên gặp Phật pháp, nhưng cái nghiệp của mấy con nặng nề thì mấy con phải thua cái người mà cái nghiệp người ta nhẹ hơn. Các con hiểu điều đó, người ta nhẹ hơn thì người ta đi trước, nhưng mà mình nặng nề, nhưng mà mình bờ chí mấy con. Đạo Phật chỉ có bờ chí và gan dạ thì sẽ tới nơi, không có cái người nào mà không tới nơi. Giống như ông Châu Lợi Bằng Đằng, nghĩa là ông học không thuộc. Như thầy cho con cái bài ở trong lớp của chúng ta, bên nam vậy, thầy không biết bên nữ, thầy chỉ chưa biết, chứ bên nam có người viết không được mấy con. Họ dốt quá dốt, họ viết bài không được, họ viết cái chữ bên lớn họ có tay thầy vậy. Bây giờ một cái trang giấy vậy, mọi người người ta viết 2-3 tờ vậy, ông biết sao giờ, ông có 5-3 chữ, ông viết 5-3 chữ mà ông phải viết chữ lớn để cho ông cũng được 2-3 tờ vậy, chứ để không thì ông cũng thấy mặc cảm rồi mà thức tội. Thầy thấy như vậy là thầy đã nhìn thấy cái người như vậy mà thầy biết rằng đó là cái đặc, có đó là cái đặc tướng của ông ta, cái đặc tướng của ông ta. Và ông ta không có được chuyên là ông ta đi học như chúng ta được đi học từng trường lớp, nhưng mà ông cũng cố gắng tu tập mà. Cho nên thầy quyết định là thầy cũng sẽ hướng nghiêm chỉnh như thì theo. Cho nên vì vậy thầy không có lo lắng mà người ta chê là cái giáo đoàn thầy cũng tay cũng chân thầy cũng không, mà thầy đem cái Phật pháp đến với họ với cái tình thương an ủi họ. Họ là những người bất hạnh, họ rất là từ mặc cảm với bản thân họ, vậy mà chúng ta không an ủi họ thì còn ai an ủi họ, còn ai làm cho họ được an ổn hơn là Phật pháp. Cho nên chúng ta sẽ đem đạo đức Phật pháp an ủi những người bất hạnh trong xã hội của chúng ta, chúng ta làm cho họ sống như chúng ta, bình an như chúng ta, thì như vậy mới gọi là Phật pháp. Cho nên chúng Phật pháp là trí tuệ, chứ không phải Phật pháp bằng cái cơ thể cụt tay cụt chân. Thầy nói thật sự với mấy con, qua đọc giới luật của Phật mà thầy thấy các tổ viết những bộ nhớ, nghĩa là người cụt tay cụt chân không có cho họ thọ tỳ kheo, không có cho họ xuất gia, nghĩa là họ kém bước. Thầy nói không phải, họ sinh ra con người nhưng mà họ bất hạnh của trong cái giai đoạn cái nhân quả của họ, thì chúng ta phải an ủi sự bất hạnh của họ để họ trở thành con người thật sự như con người của chúng ta, và họ sống rất bình an, họ không còn đau khổ nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải giúp đỡ. Cho nên đối với thầy thì tất cả những cái điều kiện mà các con quyết tâm tu tập, dù là Đức Phật có nói bệnh là một điều khổ trong 5 điều khổ, họ bệnh là một điều khó tu trong 5 điều khó tu, nhưng các con đến với thầy dù bệnh đau, thầy vẫn giúp mấy con bình an để mấy con yên tâm, mấy con nỗ lực, mấy con tu, mấy con gan dạ vượt qua những cái nghiệp khổ đau của mấy con. Chứ không phải nghe Đức Phật nói bệnh là khó tu mà bỏ mấy con, không cho mấy con tu, mà chính mấy con đang bị nghiệp bệnh đau. Như có nhiều người ở đây, người ta có nhiều cái bệnh ngặt nghèo lắm mấy con, nhưng đến đây nhờ pháp Phật rồi người ta giữ gìn tâm bất động, dùng tứ niệm xứ người ta đẩy lui tất cả những chướng ngại, những bệnh ngặt nghèo đó người ta vượt qua được mà. Và đồng thời bình an cũng giúp người ta bình an được, bởi vì pháp Phật làm chủ bệnh mà. Mình biết cách giúp người ta ở trên pháp, người ta chuyển tâm, người ta bất động. Vì nếu mà người ta không biết pháp Phật, tâm người ta dao động, người ta sợ hãi, người ta lo, người ta sợ chết. Còn ở đây chúng ta không sợ cái sợ chết, vì sự sanh diệt là một sự bình thường, sự chết là một sự bình thường. Cho nên chúng ta giúp họ tinh thần an ổn, và từ đó họ ở trên tâm thanh thản, tức là tứ niệm xứ, họ sẽ khắc phục được tham mưu trên thân của họ, tức là bệnh đau, mặc dù là bệnh ngặt nghèo. Và nói như vậy, thầy đã giúp đỡ biết bao nhiêu người trong khi họ bệnh đau. Nếu mà cứ dựa vào một bài kinh nói là bệnh là khó tu, thì điều này là làm chúng ta bất mãn trong cái sự tu. Vì thấy mình bị bệnh rồi, mình không thể tu theo Phật được, không phải. Thầy thấy không phải, điều đó không phải đâu, phải không? Chỉ sợ cái ở trong đạo Phật có nói người không trí tuệ cũng tu không được, đó là một điều khó, chứ không phải là không khó, chứ không phải tu không được. Một người bệnh là khó tu chứ không phải là tu không được. Các con hiểu cái bài kinh của Phật nói mà. Cho nên chỉ chúng ta có bền gan hay không là chúng ta sẽ tu được, phải không? Vì vậy mà thầy hướng dẫn cho những người bệnh vẫn tu được, và những người mà không có đủ trí thông minh vẫn tu được. Vì vậy mà trong kinh Phật có Châu Lợi Bằng Đằng, ông vẫn không thông minh nhưng mà ông vẫn tu chứng quả. Điều đó là thầy chứng minh đạo Phật không bỏ người nào hết. Vì vậy mà hôm nay mấy con được học cái lớp này là thầy nghĩ rằng mấy con có duyên phước. Vì vậy mà dù là cái nghiệp mấy con dù có nặng đến mức nào đi nữa, các con hãy bền ra. À, một là chúng ta chết giới trên pháp của Phật, hai là chúng ta chứng đạo. Một đời chúng ta quyết định là như vậy, đời còn có gì đâu mấy con, có gì đâu, các pháp gì vô thường, không có một vật gì là của mấy con nữa.
thì mới có thể chuyên cần chuyên năng, chỉ còn một hướng đi tới đừng đi lui, thì thầy sẽ dẫn mấy con tới nơi tới chốn. Các con cố gắng nhớ những lời thầy nói.